Hello, Lisa kính chào quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay là ngày thứ bảy, 29 tây tháng 4 năm 2017. Chương trình khai dân trí số 129 bắt đầu. Trước khi vào chương trình, Lisa kính mời tất cả quý vị và các bạn thân mến hãy nghe một ca khúc, đó là Anh Không Chết Đâu Anh nha. Chào quý vị, chào tất cả mọi người. Bên cỏ tranh đâu cánh ruộng
Rồi, Lisa vẫn là trở lại với chương trình. Kính chào tất cả quý vị đã có mặt ở trong chương trình Khai Dân Trí ngày hôm nay. Quý vị cũng đã biết rồi đó, người dân ở Việt Nam ngày hôm nay cũng vấn đề là đang thê lương, đang khóc như vậy đó. Đang vấn đề là tiếc nuối, để mà vấn đề là kêu bằng là mong cho Việt Nam Cộng Hòa sẽ trở lại Việt Nam. Bởi vì bây giờ sau 42 năm Cộng sản cai trị và đàn áp khốc liệt, thì bây giờ người dân Việt Nam bị mất tất cả, bị đau đớn, bị rên xiết, bị khóc lóc y như vậy đó. Ở tại Việt Nam, mọi người dân Việt Nam chỉ biết được câu nói của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, đó là đừng nghe những gì Cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm. Hoặc là đừng tin những gì Cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm. Nhưng mà không biết được câu nói của vấn đề là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đó là gì. Còn một câu nói cũng bất hủ lắm. Tức là Việt Nam Cộng Hòa còn, thì dân tộc và đất nước Việt Nam còn. Mà Việt Nam Cộng Hòa không còn, thì đất nước Việt Nam sẽ mất. Bây giờ các bạn hãy nghiệm lại 42 năm các bạn xem. Câu nói đó của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu khi Cộng sản đã vào để mà cướp miền Nam Việt Nam với cái gọi là thống nhất đất nước, giải phóng dân tộc. Để rồi bây giờ các bạn thấy đất nước Việt Nam đã bị mất hoàn toàn, con người Việt Nam cũng bị mất hoàn toàn, mất đi cái nhân quyền, mất đi cái quyền đi lại, mất đi tự do, mất đi dân chủ, và một cái điều mà nó gần nhất đối với đời sống của họ, tức là mất chồng, mất cha, mất vợ, mất con, mất nhà, mất cửa. Ngày hôm nay 42 năm Đảng Cộng sản Việt Nam rất là run sợ. Chỉ nhận được một cái mật tin, tức là khoảng 18 giờ ngày 29 tây tháng 4, cả ngàn cảnh sát cơ động đã được điều về ở huyện Quỳnh Lưu. Quân đoàn này đã được ép tại nhà khách của huyện Quỳnh Lưu vào ngày 28 tây và 29 tây, họ đang họp mật và triển khai để mà đàn áp người dân ở tại Quỳnh Lưu. Mà một cái tin mật chị đã nhận được, người chị còn biết được là những người dân cho biết được là những chiếc xe mà chở công an và quân đội nó đã xuất hiện nhiều trong những ngày này tại địa bàn. Một nguồn tin mật cho chị biết được là có hơn 2.000 đoàn thanh niên cộng sản, 1.000 những kẻ phụ nữ bưng bơ cho chế độ, 700 cựu chiến binh và đông đảo những công an đã giả dạng mặc thường phục, và lực lượng của họ rất là dày đặc bởi sợ người dân đã đứng lên và biểu tình nổi dậy lật đổ chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong vấn đề là dịp 30 tháng 4, họ sợ biểu tình, họ sợ người dân đốt sạch, phá sạch, giết sạch theo khẩu hiệu của chị, cho nên họ đã sẵn sàng như vậy. Nhưng dù cho họ có sẵn sàng, dù cho họ có bài binh bố trận, dù cho họ có như thế nào, thì ba sạch của chị cũng đã lên ngôi. Một khách sạn đã bắt đầu bốc cháy. Những cái tên khách ở nước ngoài phải sợ mà nhảy từ lầu 1, lầu 2, lầu 3 mà làm con thiêu thân để mà nhảy xuống tìm con đường sống. Chị đã vỗ tay và ăn mừng. Cảm ơn các người, cảm ơn các em, cảm ơn các bạn đã thực hiện ba sạch. Hãy cứ tiếp tục đốt sạch tất cả những hãng xưởng nào, đốt sạch tất cả những nhà nào của Đảng Cộng sản, của Tàu Cộng cho chị.
Đánh thẳng thì nó dễ né, đánh lén thì nó khó lường lắm. Chỉ cần một ngọn lửa bập bùng cháy lên thì tất cả đều trở thành tro bụi. Ngày nay người dân tại Việt Nam không cần vũ khí. Vũ khí của người dân Việt Nam làm sao phải đoàn kết thành sức mạnh vô địch để đứng lên để mà lật đổ chế độ Đảng Cộng sản Việt Nam. Vũ khí của người dân tại Việt Nam ngày nay là vũ khí đoàn kết thành một sức mạnh vô địch để mà đứng lên. Có nhiều người hỏi Lisa tại sao 42 năm rồi ở bên hải ngoại, chính phủ Hoa Kỳ, các đời tổng thống tại sao không nói tới hiệp định mà vấn đề là Paris năm 1973, tức là ở tại miền Nam, ở vị tuyến 17 vào trong Nam là theo thể chế tự do và dân chủ, theo chính thể tự do và dân chủ, theo tư bản, giống như là ở tại Hàn Quốc. Và vị tuyến 17 trở ra ngoài Bắc là của lũ, vấn đề là Cộng sản. Thì cứ ở ngoài đó, nhưng mà Cộng sản đã xé hiệp định này, đã đi vào để cướp miền Nam Việt Nam. Và cho đến bây giờ, tại sao mà trên thế giới người ta đều muốn lặp lại cái hiệp định Paris này? Bởi vì sao? Bởi vì Hoa Kỳ đã nói chỉ cần 10 năm sau Hoa Kỳ sẽ trở lại Việt Nam mà không tốn một viên đạn. Thì các bạn thấy rõ ràng, từ khi chúng nó đã cướp năm 1975 ở tại miền Nam Việt Nam, thì tới năm 1985, chỉ có 10 năm sau, nó phải quỳ lỵ, nó phải nan nỉ Hoa Kỳ bỏ lệnh cấm vận, đồng ý cho Hoa Kỳ vào Việt Nam để mà vấn đề là làm việc với tụi nó. Cho nên Hoa Kỳ đã vào Việt Nam mà không cần một viên đạn. Và cho đến bây giờ các bạn thấy ở tại ngoài Ba Đình, ở ngoài Hà Nội mà cũng mở tổng lãnh sự quán của Hoa Kỳ ở ngoài Hà Nội, miền đất mà xưa kia Cộng sản đã không cho một người lính nào hay là một người Mỹ nào được quyền nhảy tốt hoặc là đi tới ở tại vấn đề là Hà Nội, mà bây giờ ở tại Hà Nội Hoa Kỳ cũng đã đi vào. Đến thế kỷ 21 này rồi, người dân Việt Nam hầu như trên 80% đã tỉnh ngộ, đã mở sáng con mắt ra. Hoa Kỳ đã nói rồi, phải để cho người dân miền Nam Việt Nam nói riêng, cũng như toàn dân tộc Việt Nam nói chung, hãy nên mở mắt ra và sống với Cộng sản, để biết Cộng sản như thế nào. Bây giờ ở trong nước Việt Nam không ai không biết được chế độ Cộng sản là một chế độ thối nát. Không ai không biết được chế độ Cộng sản là một chế độ ngu đột. Không ai không biết được chế độ Cộng sản là một chế độ đầu bò ốc chó não lợn. Bởi vậy mà cho nên lòng dân đang sôi sục lên. Cho nên vào cái thời điểm mà lòng dân sôi sục thì Hoa Kỳ mới nói tới Hiệp định Paris. Nếu toàn dân Việt Nam hoặc là những người dân anh hùng đứng lên đòi đất, đòi cát hoặc Tàu Cộng tràn qua Việt Nam mà toàn dân đứng lên thì chắc chắn Hoa Kỳ sẽ nhảy vào Việt Nam để ngăn chặn bọn bành trướng bá quyền Trung Quốc đã ngang nhiên dẫm bừa lên tổ quốc chúng ta. Nha. Cho nên các bạn hay là mọi người vào đây mà vấn đề là kêu bằng hỏi Lisa tại sao mà bây giờ lại nói tới cái hiệp định Paris, thì Lisa cũng đã trả lời cho mọi người ở Việt Nam biết. Bởi vì Hoa Kỳ muốn cho người dân Việt Nam phải sống với cái lũ đầu bò ốc chó não lợn Đảng Cộng sản Việt Nam để mới thấy được cái độc của cái đảng, cái độc của chế độ, cái ác của chế độ, cái giả của chế độ và cái mang của chế độ. Cho nên độc ác giả mang của chế độ ngày hôm nay từ người dân ai ai cũng đều biết cả. Chỉ có những kẻ mà giả bộ là người dân ở tại An Phú, ở tại gia đình của ông Thả, chỉ là giả dạng là người dân mà thôi. Lisa hoàn toàn Lisa biết được cái chuyện này. Cho nên có những kẻ vào chửi mày là con lưu vong suốt đời mày không về Việt Nam. Cái lũ của tụi bay đó, cái lũ mà vấn đề lớp 3 trường làng của tụi bay đó là ăn cứt của thằng Phạm Văn Đồng. Câu nói mà lưu vong này là của thằng Phạm Văn Đồng, nó nói từ năm 1981. Mà cộng đồng ở hải ngoại đã chửi vào mặt của nó phải chết con đĩ mẹ nó, cho nên tụi bay đừng có bắt chước đồ thức ngục. Lưu vong là tụi bay đi đến một cái nơi nào đó, nó chó ăn đá, gà ăn muối, không có người Việt Đông ở
một mình ơn mình mới gọi là lưu vong. Còn bây giờ tôi mới chửi người Việt ở hải ngoại như Lisa lưu vong, mà bây giờ ở trong nước Việt Nam hơn 95 triệu người dân Việt Nam, ai ai cũng mong làm sao để đi qua bên đất Mỹ này, đi theo người lưu vong bên đây. Thì tôi mới cảm thấy có nhục nhã hay không. Lưu vong tức là không thể nào về được lại cái mảnh đất mà vấn đề là kêu bằng của họ. Nhưng mà bây giờ Đảng Cộng sản Việt Nam đã mở cửa ra, đã quỳ lại Việt Kiều, đã cho Việt Kiều là khúc ruột ngàn dặm để mà chạy về Việt Nam để mà nuôi Đảng. Thế đâu gọi là lưu vong. Người Việt tị nạn Cộng sản ở bên đây mà cái lũ đầu bò ốc chó tôi bay chửi lưu vong là tôi bay hãy nhìn kỹ lại. Tôi bay chửi lưu vong là tôi bay chửi chính người dân ở tại Việt Nam bây giờ. Những người mà đi làm xuất khẩu lao động, đó là những người lưu vong đó. Đó là những người đi làm nô lệ đó. Dưới danh nghĩa xuất khẩu lao động đó. Bởi họ không có nhà cửa, họ không có tài sản, họ phải đi làm tù đài, họ phải đi làm những đây là lưu đài ra nước ngoài để mà lấy những đồng tiền về để mà nuôi gia đình, nuôi chế độ tôi bay. Đó là những thành phần mà lưu đài là lưu vong đó. Còn những người như Lisa và cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản, người ta có cả một cộng đồng, người ta có những khu chợ sầm uất, người ta có nhà cao cửa rộng, người ta có business tức là tiệm cơ sở làm ăn, người ta có tất cả tài sản, xe cộ đồ kia đều có cả, đều ăn trên ngồi trước, đều những đây là ăn cao lương mỹ vị, ăn chén nhà đũa ngọc như vậy, thì tôi mới làm sao mà tôi mới dùng hai cái chữ lưu vong được hả? Dùng hai chữ lưu vong là dùng chính chửi thẳng vào cái mặt của bộ chính trị. Những thằng ở ngoài Bắc phải bỏ quê cha đất tổ ở Bắc để mà chạy vào trong miền Nam, bởi vì miền Nam trù phú cho nên vào miền Nam để mua nhà, mua đất, mua cửa ở tại Việt Nam, ở tại miền Nam Việt Nam. Đó tụi bay mới chửi là cái lũ lưu vong đó, biết chưa? Cho nên những cái thằng mà dư luận viên, những con chó dư luận viên, tụi bay đừng bao giờ lên tụi bay dùng. Tụi bay càng chửi thì tụi bay chẳng khác nào tụi bay liếm nước miếng tụi bay lại mà thôi. Bài đặt chửi lưu vong. Mấy thằng chó đẻ bà đặt gọi điện thoại Lisa hôm qua chửi Lisa, Lisa giải cho một bài học quản hồn cướp điện thoại đâu dám nói chuyện. Lisa nói bây giờ mày chửi xong chưa? Mày chửi xong rồi thì tao bắt đầu ngồi nói chuyện cho mày nghe. Bởi vì những lời mày chửi là ngày xưa thằng Phạm Văn Đồng là thủ tướng chính phủ nó đã chửi rồi. Nó đã chửi những người mà đi vượt biên, đi tìm đường tự do là bọn đĩ điếm lưu vong, ăn bơ thừa sữa cặn của tư bản. Nhưng mà không ngờ 10 năm sau, nền kinh tế của xã hội chủ nghĩa bị kiệt quệ. Cũng chính thằng Phạm Văn Đồng này, trước khi chết, nó đã đứng lên, nó xin lỗi và nó nói rằng là khúc ruột ngàn dặm của đồng bào ta xa quê hương tổ quốc, hãy nên trở về với mẹ Việt Nam để cùng nhau xây dựng đất nước. Mà người dân ở hải ngoại người ta đã chửi vào mặt thằng Phạm Văn Đồng là một thằng nhổ nước miếng đi rồi liếm nước miếng lại. Nó nhục nhã, nó ê chề tới mức độ như vậy. Cho nên từ đây về sau, nếu người cộng sản hoặc những kẻ bưng bô hoặc những kẻ dư luận viên mà tụi bay chửi bọn lưu vong, tức là tụi bay chửi chết những người mà người dân Việt Nam, con dân Việt Nam đã đi lưu đại, đi lưu vong ở những cái nước ngoài để mà đi lao động ở Mã Lai, ở Indonesia, ở Hàn Quốc, đó ở bên Lào, ở đâu đó, tất cả những kẻ đó tụi bay chửi là tụi bay chửi họ. Cho nên tụi bay chửi là tụi bay chửi những người lưu đài lưu vong như vậy. Còn những người như Lisa không thể nào tụi bay chửi gọi là từ lưu vong mà người ta nghe được. Bởi vì lưu vong là phải đến một cái nơi khỉ ho cò gái, lưu vong là phải đi đến một cái nơi mà chó ăn đá, gà ăn muối, chứ không thể nào lưu vong đi đến một đất nước đại cường quốc. Mà bây giờ một điều trớ trêu là lưu vong là những mảnh đất mà người ta sợ sệt, người ta không dám đi tới. Thì tại sao bây giờ 90 mấy triệu người dân ở Việt Nam lại bắt đầu là tìm cách để đưa đi qua bên những này là kêu bằng mảnh đất mà người ta bay chửi người ta là lưu vong. Ngay cả con cháu của cộng sản mà cũng tìm cái vé để ở bên đây, ở bên cái mảnh đất, ở chung với những người lưu vong. Thì tụi bay nghĩ tụi bay cực chửi như vậy, người dân Việt Nam có nghe được không?
Đồng ý là chửi là mình phải chửi có lyrics. Mình chửi làm sao mà để cho mọi người người ta nghe, để người ta hiểu được cái câu mình chửi. Chứ không phải là cái thứ mà ăn rủa cùng rùa. Không phải là lên đây rồi bắt đầu đi ăn cất của thằng Phạm Văn Đồng, đi ăn cất của Đảng Đĩ, để mà nói những cái câu là mày là phản động, mày là bán nước, mày là lưu vong. Đó là những cái danh từ mà tụi bay chỉ học được những thằng đầu bò, óc chó, não lớn ở Bộ Chính trị mà thôi nha. Cho nên từ đây về sau hãy coi lại để mà chửi cho nó đúng nha. Nghe chưa? À, chị nhận được một cái thông tin bà con đồng bào ở đường Chứng Hưng, phường 6, quận Tân Bình, ở trong vườn rau hãy chuẩn bị tinh thần. Sau khi qua 30 tháng 4, bắt đầu 4 tây tháng 5, 5 tây tháng 5 và 6 tây tháng 5, tức là thứ 4, thứ 5, thứ 6, sẽ có một lực lượng của Tàu Cộng rất là hùng hậu, sẽ cưỡng chế đất ở tại phường 6, quận Tân Bình. Ngồi ở bên đây mà tao biết được những cái lịch trình ở tại Việt Nam đó. Cho nên người dân và đồng bào Việt Nam hãy nên chuẩn bị tinh thần. Nghe chưa? Nghe chưa? Và Lisa còn nhận được một cái tin là họ sẽ được trang bị súng và các loại công cụ như là dùi cui, roi điện để mà hỗ trợ, để mà giải tỏa lấy đất này để giao cho Tàu Cộng. Đặc biệt họ sẽ ập xuống trong mấy ngày đó, nhưng mà không biết rõ là ngày nào đã có lệnh ban hành. Và đây là thông tin mật Lisa muốn gửi đến đồng bào ở tại phường 6. Nha, ở tại phường 6, quận Tân Bình. Hãy chuẩn bị tinh thần. Nha. Cho nên Lisa thông báo cho tất cả đồng bào ở phường 6, quận Tân Bình này biết rõ. Khu vực đó rất là nhiều những kẻ mà giả làm côn đồ vây quanh nhiều lắm. Cho nên Lisa mong rằng mọi người ở phường 6, quận Tân Bình hãy đồng loạt đứng lên để bảo vệ đất, nhà cửa của mình. Để các bạn bây giờ mọi người ở tại Việt Nam mới thấy rõ được, mới quý giá, mới thấy được tự do như thế nào. Ngày xưa Việt Nam Cộng Hòa, những anh hùng mà bất khuất, khí hùng bất tử, đã hy sinh bản thân để bảo vệ một miền Nam Việt Nam tự do và phú cường. Mà những người nhẹ dạ đã nghe theo lũ Cộng sản đã trà trộn vào để xúi người dân ở tại miền Nam Việt Nam để mà ủng hộ cho Cộng sản. Bây giờ các bạn thấy như thế nào? Nhà các bạn mất, đất các bạn mất, bằng khen la liệt đem ra ngoài cầu tiêu để mà vấn đề là làm giấy vệ sinh. Bây giờ mọi người tại Việt Nam có thấm thiết hay không? Bây giờ nó giả làm người dân, nó ra nó nói rằng là chừng 3-4 người, nó nói rằng là ai mà chống lại là nó giả bộ nó đưa công an vô mặt đầu dân, rồi nó nói là toàn dân lên án một cái gia đình đó. Nó đồng quá như vậy đó. Các bạn coi gia đình của ông Vương Văn Thả là các bạn biết rồi đó. Nó giả dạng là như vậy đó. Nha. Vào những cái ngày này, những người lính Việt Nam Cộng Hòa có những người rất là bất khuất. Họ có thể chết tuẫn tiết để mà đúng với cái câu là sinh vi tướng, tử vi thần. Tức là cuộc đời họ sanh ra làm tướng và bảo vệ cho an dân, cho người dân hưởng được tự do, hưởng được no ấm. Mà khi họ đã mất thành thì họ sẽ tuẫn tiết theo nước. Cho nên nước Việt Nam của mình ngày hôm nay, các bạn phải thương và phải nhớ những con người mà trung dũng đã quên mình vì đất tổ quê cha, đã mang tự do dân chủ đến cho mọi nhà. Trước hiểm nguy, lòng của họ không hề nao núng.
chốt xa trường, anh luôn chắc tay súng, chí kiên bền, tâm vẫn tựa Thái Sơn. Giữa làng tên, lưới đạn, dạ anh chẳng sờn, tấn công địch như trời long đất lở, khiến cho quân cộng sản phải hồn tan mật vỡ, khiếp sợ người chiến sĩ rất hiên ngang. Giữa trời Nam thà chết quyết không hàn, thân dẫu nát nhưng khí hùng bất tử, gương anh dũng sáng ngời bao trang sự, vì dốc nồi anh đền nợ núi sông. Mảnh hồn thiên mang dòng máu lạc hồng, mộng quê hương cờ vàng bay phất phới. Rồi một ngày hồn vui mừng phấn khởi, đoàn quân xưa đã về lại quê hương, khải hoàn ca vang dội khắp nẻo đường, như đáp lời người trai chưa yên nghỉ. Nét hương lòng kính dâng hồn của các anh tử sĩ, chốn yên bình anh an giấc nghìn thu, ngày quê hương không còn bóng quân thù cộng sản, anh mỉm cười nơi vùng trời lạc quốc. Gửi một bài thơ đến những người đã tổn tiếc và những anh linh đã xả thân để mà gìn giữ lấy tự do và hòa bình. Bây giờ toàn dân Việt Nam đã nhìn thấy rõ bản mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đất nước Việt Nam bây giờ các bạn thấy nó rất là lâm nguy. Nó rất là lâm nguy. Nha. Chị ơi, quận 12 thường xuyên thu tiền của người dân một cách bất hợp pháp. Tổ trưởng tổ 41, tổ 42, quận 12 đã lợi dụng lúc 30 tháng 4 để mà thu tiền 224.000 đồng mà dân không hề biết cũng phải đóng. Đóng đủ thứ tiền, hôm bữa lũ cũng vô thu 240.000 đồng. Toàn bộ bị tổ trưởng bắt đóng mà người dân cứ cúi đầu và đóng mãi. Đóng mãi và đóng mãi. Thì tiếp tục đóng nữa đi. Tiếp tục đóng nữa. Người dân Việt Nam không có dám mạnh mẽ, không có giống như anh hùng Vương Văn Thạ, thì cứ việc cúi đầu mà đóng tiền cho tụi nó ăn đi. Chỉ còn nhận được một cái tin, tức là những người lái xe bus bây giờ tụi nó không còn tiền để trả lương. Cho nên tài xế mà lái những chiếc xe bus bây giờ người ta đình công, người ta không chạy nữa. Bây giờ cấm xe máy vào thành phố, chỉ cho vấn đề là đi xe bus. Mà bây giờ lương người ta không trả cho người ta, thì bây giờ người dân đi như thế nào? Các bạn thấy cái ngu xuẩn và cái dốt nát của chế độ chưa? Các bạn thấy chưa? Cho nên Lisa gửi tới những người lái xe bus ở tại Việt Nam. Đã gần 3 tháng nay nó không trả lương như vậy, thì cứ việc biểu tình và cứ việc đòi lương. Còn bằng không nữa, hãy đốt những chiếc xe bus này cho chị, để coi người dân có nổi lên hay không. Có những người giàu nói Lisa ơi, Lisa đừng có cho đốt, đừng có cho phá, chỉ phá của thằng Tàu thôi, đừng có phá những cái nơi này, tội nghiệp người dân lắm. Người dân nào tội nghiệp? Người dân đã tội nghiệp rồi. Người dân đã tội nghiệp rồi. Người dân bây giờ đã bần cùng rồi. Nha. Yeah. Một người ở Việt Nam bây giờ chuẩn bị đi, bắt đầu nuôi ngựa đi, nuôi ngựa hoặc nuôi bò, rồi bắt đầu là đi chợ hay gì đó, bắt đầu trở lại cái thời tiền sử, bắt đầu lên xe bò hoặc lên xe ngựa, rồi bắt đầu là cầm cây roi đó mà quất nó để mà nó chạy đi, để mà đi đến chợ. Trời đất quỷ thần tiên mẹ ơi, thế kỷ 21 mà bây giờ nó như vậy đó. Vậy mà những người, mà những em mà sanh sao đẻ muộn mà chưa nhìn ra thì chị có không hiểu như thế nào. Các em may mắn là các em đã có internet, các em đã nhìn được ở bên thế giới, ở bên ngoài. Chứ đâu phải các em giống như ở bên Bắc Triều Tiên đâu. Ở bên Bắc Triều Tiên nó không có cho internet,
Nó không có cho cập nhật Google, nó không có cho chơi Facebook, nó không có cho chơi những này là PowerTalk, nó không có cho những này là chơi bất kỳ một cái gì để mà cập nhật ở bên ngoài. Người ta không biết thì đã đành. Bây giờ tuổi trẻ Việt Nam, sinh viên, học sinh, các em đã cập nhật được Internet, các em đã nhìn thấy đất nước Việt Nam nó như thế nào. Còn những người dân mà chất phác, mà không biết Internet, mà dốt, thì cũng nhìn thấy rõ ràng được là đất nước Việt Nam bây giờ tàu nó tràn lan ra làm sao. Bây giờ nó thanh trừng tất cả những phe phái mà ở tại miền Nam, để mà nó chuẩn bị nó đưa tàu cộng vào. Tất cả những cây cờ đỏ sao vàng ở Phúc Kiến, trong tương lai các em thấy không cần phải treo. Chỉ để một cái biểu tượng là lưỡi liềm và cây búa là của Đảng Cộng sản, giống như của thằng Tàu thôi. Bởi vì trong tương lai chị nhận được là nó sẽ thay thế một cây cờ của Tàu Cộng, tức là phải thêm một cái ngôi sao nữa để mà chính thức được treo. Còn hiện giờ cờ đỏ sao vàng nó giả bộ nó kêu treo vậy thôi, chứ kể thằng Tàu nó không có ưa cái cây cờ đỏ sao vàng. Bởi vì cây cờ đỏ này chỉ là một cái tỉnh xa xưa của Phúc Kiến, cho nên trong tương lai nó sẽ đem cây cờ mà của Đại Hán của nó qua. Lúc đó thì Lisa ngồi vỗ tay mà cười nha. Chào chị Lisa, nhờ chị kêu gọi tất cả các giáo dân, tất cả các nhà thờ lớn nhỏ gì trên khắp mọi nẻo đường, từ Sài Gòn ra đến Hà Nội, kéo nhau xuống đường ngày 30 tháng 4. Từ chỗ đó người dân mới đổ xô vào dòng người Công giáo đông đảo, rồi mới tạo ra một biển người, mà ra mới làm nên chuyện lớn được. Cảm ơn Lisa. Kêu thì kêu gọi, nhưng mà quan trọng là người dân Việt Nam có ý thức mà ào ạt xuống đường hay không, hay là ở trong nhà chỉ đóng cửa thôi, không dám đi ra. Mà ra ngoài rồi đó thì lại bị giống này là chim mồi, bắt đầu là cứ đi ngên ngên ngên, y như là giống này là con nai vàng ngơ ngác vậy đó. Để cho giống này là gần mấy cái thằng mật vụ nó ào tới nó đập, mà khi nó đánh rồi đó thì kệ nó, để cho mười mấy thằng vô quánh một người, tụi nó vô cảm không ai dám nhào vô hết trơn. Chứ một khi mà đã xuống đường rồi, ở bên Venezuela đó, một người xuống đường mà bị cái tụi mà trà trộn mặc đồ sơ dinh tới quánh, thì người ta la lên là cướp, người ta ào tới, người ta đập thằng này chết tại chỗ. Cho nên từ đó về sau, những thằng cảnh sát công an ở bên Venezuela, nó không dám mặc đồ thường dân để trà trộn vào nữa. Nhưng mà ở tại Việt Nam không ai làm được cái điều này. Những ngày lễ hội thì cầm dao chặt cho đứt đầu con bò, hoặc là chặt con heo đứt làm ba, chém những đây là kêu bằng là trảm con heo đứt lìa làm hai như vậy đó, thì hay lắm, thì giỏi lắm. Nhưng mà đụng tới những thằng công an thì không dám chặt nó ra làm hai như vậy. Người dân đông mà, mỗi người cầm tay cầm chân xé cho nó nát ra, cho nó tan thay ra cho chị. Cầm hai cái giò nó mà bên kia 4-5 người, bên đây 4-5 người, cầm mà giật một cái tẹt ra để cho nó tét da nó ra cho chị. Khỏi cần dao luôn nữa, nhưng mà có dao không? Để coi mày còn mặc đồ sơ dính nữa không? Để coi mày dám không? Mày dám xuống đường mày quánh người dân không? Ở bên đất nước Venezuela đó, người ta cầm cái chân của một thằng mà vấn đề là công an giả dạng, bên kia hai người đàn ông, đây hai người đàn ông cầm giật mẹ nó đâu, tẹt luôn, chết tại chỗ luôn, giật tét ra luôn, xé xác mà ra luôn, khỏi cần chặt mày ra. Nhưng mà bây giờ người dân Việt Nam sợ không dám làm, bởi cho nên những cái lũ mà bắt đầu là kêu bằng á là ăn theo, những cái lũ mà nịnh bợ, những cái lũ mà bưng bô, nó mới là vấn đề là kêu bằng được nước mới đi lên. Cá chốt mà, chó hùa mà, thấy người dân hiền quá, thấy người dân Việt Nam không làm được cái gì, cho nên nó mới mạnh miệng, nó thách thức, nó lên tới trên mạng, nó mở live stream để nó chửi đồng bào Việt Nam, vậy mà không ai dám làm vậy nó.
mày chửi đồng bào Việt Nam, mày bưng bô cho Đảng Cộng sản Việt Nam, mày đã đưa cái mặt mày ra rồi, thì mọi người bí mật liên kết với nhau. Có cơ hội nó vừa đi ra ngoài đường nó ở đâu, giả bộ lại kiếm chuyện một cái là cứ diệt mã tấu tới mà phục cho Lisa. Hoặc là cầm những này là cây mà đâm heo đó, thọt mẹ nó vô trúng đâu nó trúng, đâm cho mày, mày chết thì tốt, mà mày không chết là mày bắt đầu mày phải run sợ, mà mày đừng có bưng bô nữa. Phải đâm một hai thằng, phải giết một hai thằng cho nó biết được sức mạnh của người dân như thế nào. Nha. Cô Lisa ơi, con mới sáng tác một bài thơ nè cô. Cô đọc rồi cho con xin ý kiến ạ. Nếu mà thơ của con được thì cô lên chương trình khai dân trí của cô. Còn nếu không thì cô đừng có lên, bởi vì con còn nhỏ lắm. Con mới có 15 tuổi thôi cô ơi. À, con 15 tuổi thì thơ của con cô lại thích đọc. Cô không thích đọc thơ của những thi sĩ. Cô thích đọc thơ của những người nào mà chân chất. Cô thích đọc thơ bình dân lắm. Chẳng hạn như là thằng hồ thở nhỏ bồi tây, đến khi khôn lớn đu dây Nga Tàu. Đu qua đu lại hồi lâu, nó đu nặng quá té đau cửa mình. Tức là thằng hồ chó đẻ, thằng Hồ Chí Minh đó, hồi nhỏ nó làm bồi cho thằng Tây, tức là nó đi xuống chiếc tàu, nó làm bồi cho Pháp. Cho nên thằng hồ thở nhỏ bồi Tây, đến khi khôn lớn thì đu dây Nga Tàu. Tức là nó đi qua bên thằng Tàu, nó cũng quỳ lại thằng Mao Trạch Đông, mà nó qua thằng Nga, thằng Liên Xô, thì nó cũng tôn thờ các Mác. Cho nên đến khi khôn lớn đu dây Nga Tàu, nó đu qua đu lại hồi lâu, tức là giống như tặc răng, giống như khỉ vậy đó. Cho nên nó đu nặng quá té đau cửa mình. Tức là những em phụ nữ, những em thiếu nhi mà cháu ngoan của Bác Hồ bây giờ phải để đau cửa mình, tức là đi qua lấy tàu, đi qua lấy các nước, mà để cho mười mấy thằng nó phải vấn đề là kêu bằng là đè lên trên thân xác như vậy, để mà cho đau cửa mình như vậy. Tiếc thay cây quế giữa đồng, để cho thằng Mán, thằng Đồng nó đè lên là như vậy. Nghe, cho nên cô rất thích thơ của con. Để coi cái thơ của con là thơ gì. Theo Đảng là phải theo hồ, như chó theo chủ, như hồ theo trung. Làm cho đất nước Việt lung lai lung, nhân dân cứ nói lung tung tiếng Tàu. Xảy ra nhiều cuộc phong trào đấu tranh phản đối Đảng Hồ Chí Minh. Ngày ngày dân chúng biểu tình lật đổ cộng sản của Hồ xưa nay. À, cảm ơn con. 15 tuổi mà làm được bài thơ như vậy là hay rồi. 15 tuổi mà làm được bài thơ này là hay rồi. Cô tặng cho một bài thơ, rồi con tự con sáng tác nha. Ở với Hồ Chí Minh, cây đinh phải đăng ký, trái bí phải xếp hàng, khoai lang thì cần tem phiếu, thuốc điếu thì phải chạy mua bông, lấy chồng thì phải cai đẻ, bán lẻ thì sợ mà chạy công an, lang thang thì không có tập, học trò không có tập, đập lập với tự do mà để người dân nằm co, mà tối ngày nó cứ kêu là hạnh phúc. Vậy đó. Chị Lisa ơi, chiều qua nhóm em đến An Giang vào nhà chú Thả thì thật là một điều khủng khiếp. Công an an ninh đã bao vây khắp nơi, giả dạng là người dân địa phương, phải có người bảo lãnh thân với ai mới được cho vào. Chúng nó cô lập hoàn toàn, gửi tin này cho chị rồi, cho chị biết. Chị đã biết lâu rồi. Nó giả dạng, nó nói là người dân ở tại đó thôi, chứ thật sự là một cái lũ khốn nạn, một cái lũ đầu bò. Chị đã biết lâu rồi. Ở tại Việt Nam là nó như vậy đó. Ngày xưa cũng vậy. Nó cho cả một cái tiểu đoàn. Mà cái tiểu đoàn này đó là chị nghe nói là tiểu đoàn của mấy cái con ngựa mà đi thanh niên xung phong làm hộ lý ở trong rừng.
rồi bắt đầu giả bộ làm người dân của Hà Nội, rồi cái bắt đầu là đợi cho những người sĩ quan mà của miền Nam Việt Nam đó, nó vô nó chiến thắng, nó vô nó lấy, nó cướp rồi, rồi nó bắt người ta đi tù. Mà khi ra tới ngoại rồi, bắt đầu nó gọi, nó hèn hạ tới mức độ, nó trả thù tới mức độ như vậy. Nó cho những cái thành phần này đứng dọc hai bên đường cầm đá. Rồi mấy ông sĩ quan mà có học đó, mà từ cấp tá tướng đó, bắt đầu nó giả bộ nó kêu là đi xuống đi đái, đi vệ sinh đi, các anh đi vệ sinh đi. Thì người mấy ông sĩ quan đâu có biết, bắt đầu là vừa chạy xuống đó thì bắt đầu mỗi người đều chửi lên, đi mẹ mày, đồ cái tứ theo Mỹ Ngụy, mày không theo vấn đề là Bác Hồ Chí Minh, mày không theo đảng, bắt đầu là cầm đá chọi vô đầu của người ta cho lỗ máu đầu. Nhiều ông sợ quá nín đái, phải chạy lên trên xe ở trên trời, không dám đi đái nữa. Rồi cái nó giả bộ nó chim mồi, nó ra nó nói thôi thôi à, bà con hãy nghe lời của đảng và bác, đừng có chọi đá nữa. Hãy để cho những cái người này quay đầu trở lại con đường của đảng và bác đi. Rồi cái tự nhiên nguyên một cái bài đó nghe vậy, nó đã dặn trước rồi, nó đã chim mồi trước rồi. Cho nên mọi người không có bắt đầu chọi đá nữa. Thì bắt đầu nó mới nói thôi các anh cứ dìu xuống đi, tôi bảo đảo ai chọi đá. Rồi bắt đầu mấy ông sĩ quan này chạy xuống, bắt đầu là đi tiểu. Xong rồi đi lên, đi lên cái bắt đầu nó ngồi nó nói các anh thấy các anh làm cái tội lỗi ghê không, các anh bảo vệ tự do con mẹ gì, ở Việt Nam không có cần tự do, ở Việt Nam chỉ cần có đảng lãnh đạo sáng suốt là được rồi, ở Việt Nam đâu cần tự do đâu, cho nên các anh theo cái chế độ tự do theo Mỹ để làm gì. Cho nên giờ thấy người dân ở ngoài này người ta ghét các anh như vậy không? Người ta tính giết các anh. Nhưng mà chúng tôi thấy tội nghiệp các anh quá thôi, chúng tôi không có cho giết. Cho nên chúng tôi cho các anh lên trên xe để các anh đi ra ngoài. Rồi nó đưa người ta vô trong rừng để mà tự đào cây, che nhà để mà ở. Khốn nạn như vậy đó. Chị ơi chị, một khách sạn ở Bình Thuận đã bị cháy, thiệt hại lớn vô cùng chị ơi. Ừ, khách sạn Viễn Châu nằm trên quốc lộ 1A thuộc xã Hàm Mỹ, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận đã bất ngờ bị cháy vào khoảng 4 giờ sáng ngày 29 tháng 4 năm 2017, đã gây thiệt hại lớn về tài sản. Ước tính rằng khách sạn Viễn Châu này đã được đầu tư vốn của một người chủ là người Tàu, người Trung Quốc, thiệt hại tài sản đã lên tới gần hơn 7 tỷ đồng. Tin ban đầu cho hay đám cháy phát ra từ khu vực quầy lễ tân ở tầng trệt của khách sạn và lan ra khá nhanh. Khi đám cháy xảy ra, nhiều khách đang lưu trú ở các tầng lầu của khách sạn đã hoảng loạn. Một số khách đã nhảy từ trên cao hoặc đu dây xuống đất để thoát thân, đã làm 4 người bị thương phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, đặc biệt là toàn bộ là khách nước ngoài. Sao không dám nói khách Trung Cộng đi? Sao không dám nói khách Tàu Cộng đi, khách nước ngoài mẹ gì? Đâu đưa mấy cái mặt 4 cái thằng mà bị gãy chân này cho tao coi coi nha, đưa tao coi coi. Xe chữa cháy của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Bình Thuận đã kịp thời có mặt tại hiện trường. Nhận được tin báo, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Thuận đã nhanh chóng điều 4 xe chữa cháy và trên 30 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường để dập lửa và phối hợp với lực lượng cứu nạn tại chỗ giải cứu du khách. Sau khoảng gần 20 phút, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn, không lan đến các tầng lầu của khách sạn. Nhưng ở trong bãi dựng xe ô tô đã bị cháy hoàn toàn, thiệt hại trên gần 10 tỷ đồng. Trong lúc chữa cháy, lực lượng chức năng đã cứu hộ an toàn ít nhất 10 du khách còn mắc kẹt lại ở trên tầng lầu. Nhiều tài sản ở tầng trệt đã bị lửa thiêu rụi. Thống kê tại hiện trường cho thấy đám cháy đã thiêu rụi một xe ô tô trị giá 3 tỷ đồng, 8 xe máy và một số đồ đạc của khách sạn. Hai chiếc xe ô tô khác cũng bị hư hỏng hoàn toàn. Vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra tỉnh Bình Thuận
tiếp tục làm rõ nguyên nhân tại sao bị cháy do lửa. Tao không nói. Giờ muốn tao nói không? Muốn tao nói tao xì ra cho. Còn không ấy tao không nói, tao nín luôn đó. Để tao nói cho. Muốn không? Đảng tỷ tôi bay muốn không? Bà đặt giá bộ vô chửi tao chứ tao lên đó cái chương trình live stream cái vô giá bộ hỏi tao vậy chứ cháy thì sao vậy chị? Tôi bay giả làm cái nít vô hỏi chị ơi nhóm nào làm vậy chị? Đôi kia tôi bay điều tra hay lắm mà. Đó. Vô trong cái nít của Lisa đó. Bắt đầu Lisa dương đông kích tay. Lisa nói à cái nhóm đó nó ở tự bên Siem Reap Campuchia nó qua. Gồm có hai người Campuchia, gồm có hai người ở bên Tàu Cộng. Rồi bắt đầu nó âm mưu, nó đi vô đó, nó phóng hỏa. Bây giờ để tao xì ra cho nha. Nghe chưa? Biết tại sao nó cháy cái khách sạn này không? Tao kể cho nghe. Là có hai người Campuchia cộng với một người Lào và dắt theo là hai anh Tàu Cộng vô hỏi tiền phòng. Nhưng mà cái lũ mà khách sạn này nó không nó vô ý tứ là bởi vì hai người mà nói tiếng Tàu xì dầu này là người Việt Nam biết tiếng Tàu chứ không phải là dò chéo quẩy thật sự ở bên Tàu. Tức là người Việt mà nói tiếng Tàu mà cái gương mặt nó tựa tựa như là giỏ cháo quẩy vậy đó. Trời ơi. Rồi bắt đầu mới để cái giỏ. Mà trong cái giỏ đó là có 3 lít xăng. Nghe rõ chưa? Ở tại Tiếp Tân đó. Mới để ở ngay chỗ cái sofa của Tiếp Tân đó. Mới để cái giỏ mém ở trong đó đó. Rồi mới hút cái điếu thuốc. Rít một cái điếu thuốc xong rồi bắt đầu mới để đó, giả bộ lấy cái chân đá ăn cái chai xăng đó đó. Cái này là cái bình bằng mũ, cái bình nó bằng mũ. Tao không nói cái bình bằng gì, bắt công tụi bay điều tra ra được lắm. Bắt đầu xăng nó mới chảy linh láng ở chỗ cái phòng Tiếp Tân đó. Rồi người này đi ra, sau khi đi ra xong rồi thì tự động cái tàn thuốc nó mới bắt nó phần lên nó cháy. Con nhỏ Tiếp Tân chắc đang ngồi nói chuyện với bạn trai, thấy một cái la làng lên là nó đã phần nó cháy mẹ rồi. Hiểu chưa? Rồi bắt đầu nó mới phần lên tới trên. Rồi mấy thằng xì dầu ở trên sợ chết mới nhảy lầu như vậy. Điều tra đi. Tao cho rồi đó. Tao hé lộ ra được rồi đó. Điều tra đi. Cơ quan nên điều tra hay lắm mà. Nha. Tao hé lộ ra rồi đó. Nha. Tao hé lộ rồi đó, điều tra đi. Nha. Cứ điều tra ra. Chị ơi, nhân viên của bệnh viện Đồng Nai đã nhảy lầu tự tử kìa chị. Ở Việt Nam khổ quá thì phải nhảy lầu thôi chứ sao. Chị ơi chị, hổm rài cái chợ xã Định Yên nó loạn về việc thằng Mai Thành Lập, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Định Yên, nó lấy giấy hai tờ giấy số trúng độc đắc của thằng Mười Khai, nó không trả. Bây giờ thằng Mười Khai thưa ra tòa rồi chị. Đáng lắm chị ơi, thằng Lập nó ăn tạp như là cá vồ vậy. Em á là ở miền Tây phải không? Em dùng cái từ nó ăn tạp như cá dồ chị mắc cười quá. Nè chắc là trẻ trâu nè, dễ thương ghê vậy đó. Chị ơi chị, thằng Lập nó ăn tạp như cá vồ ăn cứt vậy đó chị ơi. Chuyến này bị dân thưa, cái mặt cá dồ của nó xệ như là con chó mặt xệ vậy đó chị. Cảm ơn em đưa cái bản tin là thằng Lập nó ăn tạp như là cá dồ ăn cứt vậy đó. Mà bây giờ nó giật của người ta nó quả rồi phải không? Bây giờ người ta trúng số, bắt đầu nó lấy số trúng người ta nó không trả lại, cho nên bị người ta thưa, bây giờ nó quê rồi phải không? Cảm ơn em cho chị biết cái tin nha. Nó ở tỉnh nào vậy? Ở xã Định Yên. Ở xã Định Yên là tỉnh nào ta?
Ủy ban nhân dân, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Định Yên. Xã Định Yên là ở đâu? Mai mốt em đưa tin em nói xã Định Yên là ở huyện nào, ở thành phố nào, ở tỉnh nào luôn, để cho nó đẹp mặt nha. Chứ nó xã Định Yên không mà chị không biết xã Định Yên là nào, thuộc về cái tỉnh nào. Bởi vì chị bận rộn dữ lắm. Nghe không trai? Mấy em trai dễ thương lắm á. Có gì vô cũng bắt đầu là ngồi, bắt đầu là tâm tình tỉ tê với chị, nói nhỏ cho chị nghe. Bởi ở Việt Nam cái chuyện gì chị cũng biết hết trơn là vậy đó. Trời ơi, không biết làm sao mà ăn ở làm sao. Đảng đỉ nhồi sọ, tụi bay nhồi sọ tụi nó làm sao. Mà chỉ cần chương trình của tao lên đây có 129 lần thôi à, 129 ngày. Mà mấy em nó tin tao dễ sợ, nó vô nó ngồi nó tỉ tê, nó nói tao nghe sạch sẽ hết trơn. Còn tụi bay ở trong nước mẹ nó 16 năm trời, tụi bay ăn ở sao mà giờ nó quay đầu lại tụi bay hết trơn vậy? Trời đất ơi, ăn ở kiểu gì vậy? Đẹp mặt ghê vậy đó. Một người ở tuốt bên chân trời mà người ta tin tưởng tao vô, tao kể tao nghe hết, người ta tâm sự tao nghe hết. Còn trong khi cái đảng đỉ tụi bay nhồi sọ tụi nó là sao mà bây giờ nó ghét còn hơn cất. Đó, độc tài là vậy đó. Chị ơi, chị lố giờ rồi. Ô vậy hả? Trời ơi, lố giờ rồi hả? Thôi, nói tóm lại ngày hôm nay, Lisa muốn nhắc lại cho quý vị nghe, để mà quý vị nhớ lại những câu nói của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Tức là Việt Nam Cộng Hòa mất thì đất nước Việt Nam mất, mà Việt Nam Cộng Hòa còn thì đất nước Việt Nam ta còn. Thì bây giờ những người con dân Việt Nam, những người tuổi trẻ Việt Nam, dân tộc Việt Nam, hãy nên tiếp nối cha ông để giữ lấy tự do, giữ lấy miền Nam Việt Nam nói riêng, cũng như là đất nước Việt Nam nói chung. Ở Hà Nội cũng vậy, ở miền Trung cũng vậy, ở miền Nam cũng vậy, ở miền Tây cũng vậy, mọi nơi 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 đều đồng loạt ba sạch cho chị. Phá sạch. Nó làm metro là tìm cách làm cho nó gãy mẹ metro, khỏi ai đi tàu điện cả, cho nó chết mẹ nó. Khách sạn của tàu giả bộ vô là phóng hỏa đốt khách sạn của tàu. Siêu thị của tàu đốt siêu thị của tàu. Vô hãng xưởng của tàu đốt hãng xưởng của tàu. Xe giường nằm đốt xe giường nằm. Xe giường niệm đốt xe giường niệm. Taxi hay là xe buýt đốt mẹ ớt. Nhà cán bộ đốt cán bộ. Bưng bô giết bưng bô. Đã tới nước này rồi, người dân Việt Nam phải mạnh mẽ để thanh trừng những con chó mà làm vấn đề là kêu bằng là nghèo cho đất nước, những con chó mà bán đất nước Việt Nam cho thằng Tàu Cộng nha. Rồi, đó là những cái tin tức mà Lisa cho mọi người, các bạn nghe, về vấn đề là kêu bằng là xã Định Yên ở huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp đó chị. À, chị biết ngay mà, nghe em nó tâm sự là thằng Lập là một thằng giống như cá dồ ăn cức là chị biết ở miền Tây của chị liền à. Bởi vì chị ở Long Xuyên, Chợ Mới là chị ưa chửi mấy cái thằng chó đẻ mà vấn đề là cá dồ, chị biết con cá dồ mà, nghe không? Rồi, cảm ơn tất cả quý vị và các bạn thân mến. Có những cái tin tức nào mực, Lisa sẽ lên chương trình Khai Dân Trí để mà Lisa thông báo cho mọi người dân nghe. Mong rằng các bạn nghe hãy chuẩn bị tinh thần, coi chừng sắp tới đây nó sẽ cướp nhà cướp đất của tất cả người dân Việt Nam. Mục tiêu là để đưa cho Tàu Cộng, bán cho Tàu Cộng, chỉ vậy mà thôi. Thân ái chào quý vị và các bạn thân mến. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Khai Dân Trí vào ngày mai lúc 7 giờ tối giờ Việt Nam và 8 giờ sáng giờ New York. Thân ái chào quý vị và các bạn thân mến. Bye bye.